sắp đến nhà mà huynh không cho muội biết. Cô Doãn Nhị Ca. Hảo công phu. Trên tổng quản, ân nhân cứu mạng, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Con chỉ đây là... Tôi và Tiểu Long Hà chỉ là người thi hành thôi. Còn người này mới thực sự là ân nhân cứu mạng của huynh. Thật vậy sao? Tôi đồ kiếm nam khấu kiến Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa rồi khanh luyện công trông rất khá, xứng đáng là ca ca của Tiểu Long Hà. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, mời người vào trong dùng trà. Được được được. Hoàng thượng, gia phụ gia mẫu đi hành hương rồi, chắc phải vài ba canh giờ nữa mới trở về. Thần sẽ cho người đi tìm họ ngay. Ê, không cần đâu, họ đi vắng cũng không sao. Vì huynh đệ nghịch ngợm của khanh đâu? Huynh đệ? Có phải Từ Đồ Tịnh ham chơi đã đi ra ngoài rồi không? Thật là không đúng lúc. Ca, có khách đến nhà mà huynh không cho muội biết. Cô Doãn Nhị Ca. Cô là... Trời, ca, muội không biết nhà mình có khách, cho phép tiểu muội có lỗi nha. Nè nè nè, khoan đi đã. Hay lắm, Tư Đồ Tịnh, Tiểu Long Hà, huynh đệ kết nghĩa của trẫm. Thì ra là một cô gái hả? Nhị ca, nam hay nữ gì cũng vậy thôi mà, chúng ta là bằng hữu với nhau, sau này huynh cứ gọi tam đệ là tam muội thì được rồi, đúng không nhị ca? Tiểu Long Hà, khi quân phạm thượng nên chịu tội gì đây? Huynh cứ trách muội gạt huynh, vậy huynh gạt muội thì sao? Huynh chỉ biết ăn hiếp một vị cô nương bé bỏng đáng thương như muội thôi, ai biết được huynh là hoàng thượng, khi không lại đi ra đường làm chuyện chẳng ra gì. Hay lắm, trẫm đã trở thành người chẳng ra gì. Hoàng thượng, tiểu muội còn nhỏ không biết gì, cô ấy không cố ý, xin hoàng thượng thứ tội. Thôi được, ta dọa muội thôi, ta không giận đâu, đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Tại sao lại nhìn như vậy? Người ta là nữ nhi mắc cỡ lắm. Nữ nhi? Muội nói ra không thấy ngượng sao? Có nữ nhi như muội đây không làm cho người ta giật mình mới lạ đó. Muội biết trên đời này chẳng có bao nhiêu lưu manh như muội, nhưng mà ông trời cho muội tính cách như vậy, cả đời không ai dám lấy muội, đã tội nghiệp lắm rồi, vậy mà huynh còn nỡ chọc muội. Đúng là nhìn không ra đó. Muội ăn mặc như con gái vậy không phải là đẹp hơn sao? Nếu gia đình nào có được con dâu vui tính và biết đùa như muội, như vậy là hay biết mấy, có phải gì không? Người nhiều phi tần như huynh, lấy thêm một kẻ hay gây rối cũng đâu có sao. Nếu như gia đình khác mà lấy muội về, chắc là họ phải điên mất thôi. Nếu cô ấy có thể nhập cung, chắc là náo nhiệt lắm. Nè, huynh đang nghĩ gì đó? Trẫm đang nghĩ, nếu như Bạch Ngọc mà biết được thân phận của muội, huynh ấy nhất định sẽ ngạc nhiên như trẫm vừa rồi thôi. Vậy lần sau chúng ta cho huynh ấy một sự ngạc nhiên để xin huynh ấy thế nào, đồng ý không? Muội là gái giả trai chẳng đáng kể, nếu để Bạch đại ca biết huynh là đương kim hoàng thượng, huynh ấy mới ngạc nhiên đó. Muội nói vậy cũng đúng, nếu huynh ấy biết rõ sự thật, e rằng chúng ta khó lòng mà làm huynh đệ nữa. Từ Đồ Kiếm Nam, khanh có mùi muội như Tiểu Long Hà đây đúng là có phước lắm đó. Hoàng thượng nói đúng, xưa nay thần luôn cảm thấy hãnh diện vì có mùi muội như vậy. Nhưng mà cô ấy cũng mang lại nhiều rắc rối cho gia đình, có đúng không? Dạ phải. Nhà nào mà có con tôm càng cứ lội đi lội tới như vậy á, làm sao trong nhà yên lành được. Thôi đi, chỉ biết chế nhạo người ta. Tam muội, sau này có gặp nhau muội phải ăn mặc như vậy, trông đẹp lắm. Dạ nhị ca. Hãy
Trần Lâm, khanh cười gì vậy? Hồi hoàng thượng, tại tiên chức thấy hoàng thượng vui vẻ cho nên cũng bị vui lây. Hả? Được, vậy khanh nói đi, trẫm vui vẻ là vì chuyện gì đây? Rồi làm sao tiên chức có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng? Nhưng mà người không thể vì cuốn sách đó, cũng không thể vì hôm nay là một ngày đẹp trời, mà cũng không phải vì người dùng thủ đoạn để dằn mặt văn gia, mà cũng không thể là vì... thôi được rồi, khanh đừng có nói như vậy nữa, nếu khanh đoán được mới lạ đó. Dạ đúng. Hoàng thượng à, cũng có thể vì nghĩ đến Tiểu Long Hà. Khanh giỏi thiệt đó, quả nhiên đã đoán đúng. Nè Trần Lâm, xưa nay trẫm chỉ biết Tư Đồ Tịnh giả trai ấy có tính cách cởi mở, hào phóng hơn người, nhưng mà trẫm không ngờ sau khi cô ấy quay về thân phận nữ nhi, tự nhiên xinh đẹp dễ thương, thông minh lanh lợi như vậy. Hoàng thượng, người nói vậy rất đúng, sự thật đã rõ ràng. Hèn gì hoàng thượng phải động lòng phàm. Khanh ăn nói bậy bạ, làm gì có chuyện động lòng phàm chứ. Tiên chức lỡ lời. Không ngờ Tư Đồ Tịnh lại là một cô gái như vậy.